Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị đến một địa điểm, đó là thuộc khu phố 5, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha tất cả anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị một miếng đất có diện tích là 1,6 mẫu nha, là một mẫu 6 á, là 16.000 mét vuông nha tất cả anh chị. Hôm nay em giới thiệu tất cả anh chị một lô đất khóm nhưng mà chủ đã bỏ hoang nha, cỏ lên cũng hơi bị nhiều á. Nói chung thì em sẽ làm video thực tế có sao nói vậy nha tất cả anh chị. Thì đường hiện tại là đường xe máy chạy nha tất cả anh chị. Lý do và cái đường này hiện tại là đường D cho nên chưa có hoàn chỉnh, thì tương lai lộ này sẽ làm lại hết nha tất cả anh chị. Nói chung thì hiện tại nó như vậy thôi. Thì mí ranh của lô đất này từ ngay chỗ vị trí này nè, người nửa cái kinh á, ngang qua bên đây, ngang qua thì ngang mặt tiền của nó là 35m, chạy dài vô là 471m nha tất cả anh chị. Thì lô đất này nó thuộc khu phố 5, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha tất cả anh chị. Thì lô đất này cách thị trấn Mỹ Phước chỉ có 5,4km nha tất cả anh chị, rất là gần luôn. Còn cách con lộ rạch đào á, lộ mé ngoài là lộ nhựa nha tất cả anh chị, lộ rạch đào 6 tấn thì chạng cỡ có 180 mấy mét, 184 mét. Lô đất này rất là đẹp nha tất cả anh chị. Thì ngoài lô đất này có cái mặt tiền con kênh rộng khoảng con kênh này tầm cỡ 6 mét nè, 6-7 mét thôi nha tất cả anh chị. Thì kế bên có vườn mít rất là đẹp luôn á. Thì để tí nữa em review cái vườn mít kế bên nè, rất là đẹp nha tất cả anh chị. Thì lô đất này rất là thích hợp cho anh chị nào mua mà để đầu tư lên lập vườn đồ đó. Cái bên ta trồng mít là tốt, trái dữ lắm nha tất cả anh chị. Anh chị nào mà muốn mua miếng đất trồng mít đồ đó, trồng cây ăn trái hay trồng khóm thì ok luôn nha tất cả anh chị. Thì em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này nha. Thì chủ bán với giá là 140 triệu trên 1.000 mét vuông nha tất cả anh chị. 140 triệu trên 1.000 mét vuông, 140 triệu cho công á, là 1 tỷ tư cho mẫu nha tất cả anh chị. Thì những sản phẩm bất động sản bên em, các anh chị sẽ được gặp chính chủ hết nha. Thì ai đứng tên đất thì mình gặp được người đó thôi. Giá cả thì bên em hiện tại thì giá của chính chủ hết. Đây trên màn hình tất cả anh chị nè, đây là cái vườn mít kế bên nó cách con lô á. Thì giáp con lô là đất đang trồng khóm, cái bên là lô mít á, rất là đẹp nha tất cả anh chị. Trái rồi, này là này mít cũng mới trồng á, trái chiến rồi nha tất cả anh chị. Mình về mình cũng làm giống y chang nè, người ta lên clip rồi đó. Chính giữa mình có thể nuôi cá cũng ok đó. Đây mít trái quá tay luôn á. Vườn mít này chắc cỡ 2 mẫu á. Thấy rất là ok, đã ghê luôn á. Các anh chị nào ở khu vực Sài Gòn mà thích về quê mà lập vườn trồng cây ăn trái là đây là một cái sản phẩm dành cho tất cả anh chị luôn nha. Mua trồng mít là ok rồi đó. Kế bên có vườn mít sẵn nè, khóm đâu đó giáp ranh luôn nè. Em xin nhắc lại nha tất cả anh chị, lô đất này có diện tích là 1,6 16.000 mét vuông, chủ bán với giá là 140 triệu trên 1.000 mét vuông, thuộc khu phố 5, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Có mặt tiền là 35m nhân vô 471m. Thì hiện tại là đi đường xe máy, thì tương lai là con lộ này sẽ làm lại nha tất cả anh chị. Lô đất này cách lộ DT865 chỉ có 680m nha tất cả anh chị. Còn cách thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước 5,4km. Còn cách lộ rạch đào là 184m, xe tải 8 tấn nha tất cả anh chị. Thì trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng của lô đất nha, rất là đẹp nha tất cả anh chị. Kế bên có đám mít cũng bự lắm đó.
Tôi đắp mít kế bên diện tích hơi rộng á, hơi nhiều á, chắc hơn 2 mẫu. Thì ngang lô đất này là ngang 35, chạy dài lô là 471 m. Còn trong hình tất anh chị, đây là hướng của lô đất nha tất anh chị. Lô đất có hướng nam. Các anh chị nào có hướng phong thủy hướng chánh nam á, mua sở hữu là ok luôn đó, mừng ăn lên nha tất anh chị. Đây trong hình tất anh chị thì đây là khoảng cách giữa cái lô đất ra tới lộ DT 865 á, chỉ có 8 681 m. Thì các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý phù hợp với mình thì anh chị hãy mạnh dạn liên hệ qua em, liên hệ vào số điện thoại 0828367167, gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền, phù hợp vào hướng, phù hợp vào phong thủy luôn nha. Hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo yêu cầu nha. Các anh chị nào cần tìm đất vườn, đất đất trồng cây cây hay là đất ruộng, đất khóm, đất đất lúa thì hãy liên hệ qua bên em nha. Thì các anh chị cũng đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh nha tất cả anh chị, để theo dõi những video mới nhất về bất động sản bên em nha, để chọn những cái sản phẩm ưng ý nhất nha. Cảm ơn tất cả anh chị. Và lời cuối cùng, xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước, lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.